Ngày 30 tháng 9 năm 1974, Bộ Chính trị họp hội nghị, đề ra phương hướng chiến lược đấu tranh trong 2 năm, năm 1975 năm 1976 là Tây Nguyên, mà trọng điểm là Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị mở rộng để thông qua quyết tâm lần cuối, giữa lúc đó tin chiến thắng Phước Long ngày mùng 6 tháng 1 năm 1975 đến làm đức lòng. Hội nghị củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975.